Kiểu anh nhớ là kiểu anh xây ngôi nhà này gần 3 năm trời. Tại vì lúc đầu á, xây dựng á, là căn nhà này mình chỉ định xây lên để mà cho thuê thôi. Thì mình không có xây nhiều cái diện tích để ở á, rất là ít. Mình xây mình chỉ tính là khoảng 2-3 phòng ngủ để cho thuê cho nó dễ. Chứ mình không có định rằng là mình sẽ dọn về đây ở. Rồi sau đó thì mình lại ý định là dọn về, thành ra mình lại phải đổi lại cái thiết kế để mình làm cho nhiều phòng hơn, để xây cho nó cao hơn. Rồi sau đó mới đầu tư rất là nhiều những cái trang thiết bị vào đây. Rồi cứ đập đi xây lại, rồi là chọn cái này chọn cái kia, rồi mãi nói chung là kiểu anh nhớ là cũng phải gần 3 năm, hơn 2 năm á, thì mới dọn về căn nhà này để ở. Tất nhiên là không có cái gì là khó khăn lắm, nhưng mà mình cũng là người cầu toàn, kỹ tính, thành ra từng cái vật đồ vật trong nhà hoặc là từng cái cây cột ở cái căn nhà này á, đều là phải đi đặt mua hết, đều là những cây cột cổ bằng gỗ cổ, gỗ mật bao nhiêu năm thì để dựng lên cái căn nhà này. Bởi vì cái căn nhà này mang một cái thiết kế là Indochine Antique, có nghĩa là thiết kế kiểu phương Đông và hơi cổ điển, nó mix vào với nhau. Nhưng mà nhiều thời gian dần trôi rồi căn nhà nó cũng thay đổi, nó cũng già đi theo năm tháng. Thì cho đi tính cho đến nay là kiểu anh đã ở căn nhà này là từ năm 2007 cho tới bây giờ là khoảng kiểu anh nghĩ là 17 năm rồi. Tính ra cái thời điểm đó thì nói chung là cái giá xây nhà nó cũng rất là tăng cao. Thực ra mà nói là bởi vì kiểu anh xây á, là cứ mỗi lần cứ nó gần hơn 2 năm trời, thành ra cái số tiền bỏ vào nó cứ từng chút một, rồi mỗi lần lại coi như là gọi là thì upgrade, nói chung là bỏ nhiều thêm lên để sửa cái này sửa cái kia, thành ra cái số tiền nó cũng tăng lên. Nhưng mà nếu mà tính ra cái thời nay á, thì để xây một căn nhà như vậy cũng không có quá mắc. Nhưng mà với thời xưa á, năm 2004 mà bắt đầu xây dựng á, thì quả thực đúng thật là mình đã bỏ vào đây rất là nhiều tiền. Nhưng mà thật ra là cái căn nhà này á, vì mang cái hơi hướng là phương Đông cổ điển cho nên là nó cũng không có tốn kém quá nhiều tiền của mình. Và cái tốn kém nhiều nhất cho cái căn nhà này đó là những cái cửa gỗ hoặc là những cái cột gỗ, đó là những cái tốn tiền nhiều nhất. Và đá nữa, đá marble. Thì thời xưa đá marble là cái anh dùng cho căn nhà này hầu như là sử dụng những cái đá marble nhập từ Ý về, mà phải đi tìm rất là lâu, tại vì lại không thích là cái đá marble mà nó quá trắng hay là quá vàng, mà nó phải hơi ngà ngà thôi. Nói chung là cái thời đó cái sự lựa chọn nó cũng ít hơn bây giờ. Bởi vì năm 2005-2006 là nó cũng cái sự lựa chọn nó không có nhiều. Kiểu anh là một người rất là yêu thích thiên nhiên, thích có vườn rộng nè, thích có hồ cá nè. Cho nên là kiểu anh mới hoàn toàn là cái căn nhà này đất là 450m2. Nhưng mà kiểu anh đã sử dụng rất là nhiều cái diện tích đất để mà làm vườn cây và làm hồ cá bao quanh nhà. Thay vì là mình có thể làm thành hồ bơi hoặc là mình làm thành cái khác, nhưng mà kiểu anh lại muốn là làm thành một cái hồ cá. Hàng ngày nhìn thấy những cái con cá nó bơi tung tăng, cảm giác nó rất là vui nhộn trong nhà. Những cái con cá ở trong cái hồ cá của nhà kiểu anh là đã nuôi cho đến giờ này, từ khi dọn về đến giờ này là nó vẫn còn sống, có nghĩa là rất là lâu năm rồi. Chính vì lẽ vậy cho nên là kiểu anh mới muốn là cảm cái căn nhà nó đầy tràn ngập ánh sáng, cho nên mình mới sử dụng là xung quanh nhà là những cái cửa kính cao để có lúc nào, bất cứ lúc nào mình cũng có nhìn ra được. Và khi mà trời mà mát á, thì là mình có thể mở tất cả cái cửa ra, rồi mình mở quạt lên để mình đón cái gió của ở bên ngoài vào. Bởi vì cái nhà này nó gần sông, thành ra là khi mà buổi chiều đến á, cái gió từ ngoài sông thổi vào nó rất là mát,